Được biết, Trí Hào bắt đầu thực hiện các mô hình này từ năm lớp 7. Sau một thời gian tự tìm hiểu và sử dụng nhiều chất liệu khác nhau, cuối cùng Hào đã chọn chất liệu nhôm cho xe cùng với các linh kiện điện tử khác. Với mô hình xe gần đây nhất của mình, Hào đã chi ít nhất 10 triệu đồng từ tiền tiết kiệm của em cùng với sự hỗ trợ từ phía gia đình. Từ khi năm em học lớp 7, khi mà em chứng kiến được một cái vụ cháy ở nhà đối diện, thì khi mà những chiếc xe chữa cháy tới, em thấy mấy anh mấy chú cũng chữa cháy, nhà nhảy xuống triển khai của nó là rất là chuyên nghiệp, nhìn rất là thấy là những hành động của mấy anh mấy chú thì đã để lại ấn tượng sâu. Dù là mô hình nhưng xe chữa cháy do Hào làm ra có thể hoạt động gần giống xe thật. Có bồn chứa nước, có thể chạy tiến lùi, quẹo trái phải, bật xi nhan, đèn chớp và còi hú phun nước. Sáng chế của Hào đã góp phần lan tỏa và xây dựng hình ảnh đẹp về lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy trong mắt cộng đồng.